Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Israel điều 2 lữ đoàn đến biên giới, sẵn sàng tấn công lớn vào Liban. Quân đội Israel triệu tập 2 lữ đoàn dự bị đến khu vực giáp biên giới Liban giữa lúc căng thẳng leo thang. Theo đánh giá về tình hình của IDF, chúng tôi đã quyết định triệu tập 2 lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ tác chiến ở khu vực phía Bắc, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, thông báo hôm 25 tháng 9. Việc triệu tập sẽ cho phép tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống lại tổ chức Hezbollah, bảo vệ công dân Israel và tạo điều kiện để người dân phía Bắc trở về nhà an toàn, IDF cho biết thêm. Tuần trước, quân đội Israel thông báo triển khai sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến miền Bắc Israel. Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của IDF, Thiếu tướng Uri Gordin, ngày 24 tháng 9 tuyên bố chiến dịch ở Liban đã bước sang giai đoạn mới. Chúng ta cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tham gia chiến dịch và triển khai hành động, tướng Gordin nói khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng ám chỉ đến khả năng mở chiến dịch quân sự trên bộ. Cần hiểu rằng sẽ đến lúc chúng ta phải ra lệnh và lực lượng sẽ phải tiến công, vì vậy cần phải có sự chuẩn bị, ông Gallant nói trong chuyến thăm binh sĩ Israel. Quân đội Israel xác nhận đã tấn công hơn 280 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 25 tháng 9, ngày thứ ba trong đợt không kích mở rộng của Israel vào quốc gia láng giềng. Tổng cộng, hơn 280 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công hôm nay tại Liban và IDF đang tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu khác, lực lượng phòng vệ Israel cho biết. IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa được sử dụng để bắn đạn về phía các thành phố Safed và Naharia ở phía bắc Israel. Các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công 60 mục tiêu thuộc đơn vị tình báo của Hezbollah và phá hủy các thiết bị giám sát, cơ sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng thu thập thông tin tình báo. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Liban hôm 25 tháng 9. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc trích dẫn số liệu của chính phủ Liban cho biết gần 600 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23 tháng 9. Israel tuyên bố tấn công hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 23 tháng 9 và khoảng 250 mục tiêu trong ngày 24 tháng 9. Avichai Adri, một đại diện của quân đội Israel, cho biết lực lượng phòng vệ Israel đang chuẩn bị cho mọi phương án ở Liban, bao gồm chiến dịch trên bộ. Ông nói thêm rằng IDF có thể tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn hơn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trong những ngày tới. Đã đến lúc phải bổ sung thêm một mục tiêu vào các mục tiêu của cuộc chiến, đó là đảm bảo người dân Israel được trở về nhà an toàn. Điều này đòi hỏi phải tạo ra một tình hình an ninh mới, hoàn toàn khác với tình hình ở biên giới xuất hiện vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, ông Adri nói. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban leo thang trong những ngày gần đây, sau khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến hơn 30 người chết và hơn 3.000 người bị thương ở Liban. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 9 cho biết Hezbollah không thể đơn độc chống lại Israel, một quốc gia được Mỹ và các nước phương Tây bảo vệ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhất vào lực lượng Hezbollah tại Liban trong 2 ngày qua, kể từ năm 2006. Tổng thống Iran cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không để Liban trở thành một Gaza khác. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ sát cánh cùng người dân Liban và Palestine, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức để ngăn chặn sự leo thang của Israel. Trong một diễn biến liên quan, Ai Cập, Iraq và Jordan ngày 25 tháng 9 đã ra tuyên bố chung lên án hành động của Israel đối với Liban, cảnh báo rằng hành động này đang đẩy Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuyên bố chung của ba quốc gia cũng cho rằng việc ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm đang diễn ra tại khu vực cần bắt đầu bằng việc ngăn chặn hành động của Israel ở Gaza. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel vào Liban trong 2 ngày qua đã khiến 558 người thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Khi Israel rút bớt binh sĩ ở Gaza để di chuyển các đơn vị chủ chốt đến biên giới phía Bắc với Liban để chống Hezbollah, các cuộc tấn công hàng ngày vẫn tiếp diễn ở Gaza. Một cuộc tấn công của Israel vào một trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn ở phía Bắc Gaza vào cuối tuần qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và làm bị thương 30 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại khu vực an toàn Muwasi do Israel chỉ định, những trận mưa gần đây đã khiến điều kiện sống vốn đã khó khăn càng trở nên không thể chịu đựng được.
trẻ em phải đi lại với đôi chân trần trên lớp bùn cao đến mắt cá chân, trong khi đàn ông đào bới trong bùn để cứu hộp đồ ăn và đồ nội thất. Và một mùa đông giá rét sắp đến. 90% dân số ở Gaza là người vô gia cư, với hàng trăm nghìn người trong các lều trại mất vệ sinh đang phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn và nước sạch. Nhiều tháng tấn công dữ dội bằng không quân và bộ binh của Israel đã san phẳng toàn bộ các khu nhà ở. Theo hình ảnh vệ tinh, gần 60% các tòa nhà ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. Người dân Palestine ở Gaza không khỏi lo ngại cuộc chiến trên biên giới Israel-Liban sẽ lấn át mối quan tâm của quốc tế đến điều kiện sống tồi tệ của họ ở Gaza và những nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn. Họ lo sợ tình trạng khốn khổ nơi đây không biết bao giờ kết thúc. Thậm chí các gia đình có người thân bị Hamas bắt làm con tin cũng lo ngại mọi sự chú ý của công chúng và thế giới sẽ đổ dồn về phía Bắc và số phận các con tin cũng bị lãng quên như cư dân ở Gaza. Trong khi đó, một loạt hoạt động ngoại giao nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Israel và Hamas dường như cũng lắng xuống. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có tầm nhìn rõ ràng nào cho Gaza sau xung đột hoặc ai sẽ dẫn dắt quá trình đó. Nhưng có một điều rõ ràng, việc tái thiết sẽ mất hàng thập kỷ. Liên Hợp Quốc ước tính chỉ riêng việc dọn dẹp khoảng 40 triệu tấn đổ nát sẽ mất 15 năm. Tuy vậy, một số nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở New York, Mỹ, không quên nhắc đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và mức độ tàn phá chưa từng có ở Gaza. Sau gần một năm xung đột ở Gaza khiến hơn 41.400 người thiệt mạng. Tình cảnh của người dân Gaza đã được nhấn mạnh tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị kêu gọi cộng đồng toàn cầu giải quyết tình hình nhân đạo xấu đi ở Gaza và thành lập một cửa ngõ nhân đạo quốc tế. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia chung tay với Jordan trong việc thực hiện một cửa ngõ nhân đạo quốc tế cho Gaza. Đây là một nỗ lực cứu trợ lớn, cung cấp thực phẩm, nước sạch, thuốc men và nhu yếu phẩm cho những người đang tuyệt vọng, vì viện trợ nhân đạo không bao giờ là công cụ của chiến tranh. Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cũng chỉ trích sự không can thiệp để ngăn chặn xung đột ở Gaza, gọi đây là một bê bối lớn. Ông khẳng định hành động tàn bạo chống lại người Palestine vi phạm các giá trị nhân đạo và không thể chấp nhận việc bao vây trong các trại tị nạn. Ngay sau vụ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban phát nổ hồi tuần trước gây ra nhiều thương vong, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc. Hầu hết các thiết bị này đều tự chế hoặc nhập khẩu. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng bắt đầu một cuộc điều tra nhằm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của lực lượng này để đề phòng nguy cơ có sự trà trộn từ bên ngoài và các thiết bị vào trong. Quá trình điều tra bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng tài khoản ngân hàng của các đối tượng ở cả Iran và nước ngoài, cũng như lịch trình đi lại của những người này và gia đình họ. Trước đó, thông tin ngày 17-18 tháng 9, hàng loạt các vụ nổ thiết bị liên lạc bao gồm máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương tại Liban. Các quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã liên hệ với Hezbollah để đánh giá kỹ thuật sau các vụ nổ, và một số các thiết bị phát nổ đã được gửi đến Tehran để các chuyên gia kiểm tra.